Rồi, đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần hữu đam mê cá tình đầu quốc. Thế nào tục lên là một clip gồm 8.000 câu nha anh em. Thì 8 cây này 8.000 câu carbon hàng kiện Nhật. Thì gồm 5 cây Igata và 3 cây Hechi. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng cứ thanh toán nếu hàng lẩu không biết lên đó thì xem lại. Rồi, cảm ơn anh em. Gồm lên cây thứ nhất mình tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần Hechi. Thì cây Hechi này một cây cần của Sakura. Cây này nội địa nha anh em, nó còn hợp luôn. Thì cây này chiều dài thực của nó là 2m1, độ cứng ra tầm khoảng 8 đến 15, đọt là đọt 1 ly, nặng là 120g. Nhưng mà cây này do nó vận chuyển về nó bị gãy đọt nha mọi người. Em đo chiều dài thực của nó chỉ còn có 2m05 thôi. Đây, nó còn cái ống bao bảo vệ cần đây, nhưng mà nó vẫn gãy luôn cho em bó tay. Thì cần sao thì nói với anh em vậy, đo chiều dài thực bao nhiêu thì báo với anh em. Đây, chất liệu là chất liệu carbon, bát là bát Fuji Japan. Thì cây Sakura một hàng nội địa nha anh em. Đó. Nhìn khá là ngầu. Đây, đọt đọt tháp nha anh em. Đây, nó đã gãy đây, đó. Gãy đây bây giờ đọt này rơi, cứng ra tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 15 nha anh em. Nó cứng ra tầm khoảng 15, càng là phen Fuji. Phen gon. Ngoại hình tương đối ok, đẹp nha anh em, do gãy gãy độc. Cây nội địa này cũng khá là ok á. Rồi, đã công khai cây thứ nhất giá là 500 nha anh em, 500 cộng ship cây số 1. Tiếp theo cây số 2, thì cây số 2 em lên mọi người là một cây cần của Nissin. Dòng Nissin, dòng nội địa nha anh em, còn túi luôn, đó, còn túi còn bao. Thì cây Nissin này dài là 1m8, 2 khúc. Thu gọn là 97 cm, nặng là 155g, đọt 0.6. thì độ cứng cái này ra tầm khoảng 25 đến 30 nha anh em. Là để Japan Nissin. Chất liệu carbon, ngoại hình có xuất sắc nè. Phen là phen Fuji loại xám. Ngoại hình có xuất sắc nha. Còn trên đây đẹp. Bát Fuji, phen Fuji. Rồi, giá công khai cây thứ nhất, cây số 2, giá công khai là 750k cộng ship nha anh em. Cây nội địa 750k cộng ship. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cần của Shimano, vẫn là một dòng cần Hechi, hàng cho anh em đúng cảm giác. Thì cây Shimano là Shimano sản xuất Thái Gia nha anh em. Cây này dài 2m7, độ cứng ra tầm khoảng 10-15. Rất là dịu nhẹ, bao anh em cảm giác nha, carbon sắn, ngoại hình tương đối ok nha anh em, đó. Hàng nguyên zin, keo chỉ bui ok hết, đọt tháp nha mọi người, đọt tháp carbon sắn, loại này cho anh em câu hanh câu chắp, đánh cảm giác rất là ok nhé. Hàng là đè Shimano, rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng là 152g, đọt 0.8, độ cứng ra tầm khoảng 10-15. Giá công khai cây số 3, giá 1.3 triệu nha anh em. Đây, test đọt cho, đó, đọt cho em dính cá là công mình chỉ C nè, đó, rất là cảm giác nha. Tiếp theo cây số 4, thì cây số 4 lên cho mọi người một cây cần Hechi. Thì cây Hechi này một cây Hechi carbon, đó. Thì cây này em lấy từ thị trường Nhật quê. Đọt cái đây. Đó. Cái Hechi này chắc độ đọt rồi. Đó. Carbon nha anh em. Đó. Đọt thì đọt là thời tiết tinh. Phen Fuji loại xám, bát thẳng. Sơn giả chút nha mọi người, nhìn khá là ok. Đó. Thì cái này dài 1m8, nặng là 85g, đọt 0.6. Giá công khai cây số 4. Giá công khai cây số 4 giá là 400 nha anh em, 400 cộng ship một cây Hechi carbon. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người một cây cần Hechi. Dạng Hechi này là một cây Hechi của Ryobi. Đây, Ryobi. Chất liệu là carbon nha anh em, chất liệu carbon. Phen là phen Fuji. Hai phen dẫn. Ngoại hình có xuất sắc đi ti, nhưng mà được cái là cần Nhật. Ryobi, một thương hiệu của Nhật, tem đầy đủ, bát là bát Japan FS6.
đây đọc nó đây đó. Thì cái này nguyên zin anh em, nguyên zin 1m65 đó. Thì cái này dài là 1m65, đọt là 0.6, nặng là 95g, giá công khai cây số 5, giá là 700 nha anh em, 700 cây số 5, còn khá là ok nhé. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 lên tiếp cho mọi người là một cây cần của Suzumi. Thì cây Suzumi là một hàng của Korea xuất nhập cho anh em, hàng Korea xuất nhập, đây. Đây, có nút chụp nha mọi người, cây này còn nút chụp nhé, đó. Keo chỉ nguyên zin còn rất là đẹp luôn, cản cũng còn rất đẹp, bát là bát Fuji F6. Thì cái này em đo chiều dài thục của nó là 1m63 nha anh em, 1m63, đọt nguyên zin đây đó. Rất là ok nhé. Thì cái này nặng là 95g, dài 1m63, tọc 0.6, giá công khai cây số 6, giá là 800 nha nè, 800 cộng ship. Đó. Keo chỉ đều ok hết, đọc ok hết. Đó. Hàng Heiji này cho anh em chiên câu nha anh em, chiên câu trên bè. Đó. Tiếp theo hai cây cuối cùng, cây số 7 và cây số 8. Thì cây số 7 là cây số 8 là một cặp nha nè, này. Hàng Gamma. Đó. Em cho anh em cây số 7 trước. Thì cây số 7 là một cây Gamma Casu, dài 1m5 nha anh em, dài 1m5. Phen là phen Fuji loại xám, không? Phen Fuji xích. Phen Fuji dạ quang nha anh em. Đó. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Tem đã đẻ Gamma Casu. Thì cái này chiều dài đọt của em đó là 1m5 nha anh em. Đó. Đọt 1m5. Đó. Tổng thể chiều dài là 1m5. Keo chỉ còn ok hết, đủ phen nha mọi người. Hàng Gamma đánh cực kỳ cảm giác luôn, được cái là nó sang nữa, rất là đẹp. Gamma Casu. Thì cái này dài 1m5, nặng là 85g, đọt 0.4, giá công khai cây số 7, giá là 1 triệu nha mọi người. Tiếp theo là cây số 8. Thì cây số 8 ra cho mọi người vẫn một cây Gamma Casu. Đây, Gamma Casu. Phen vẫn là không Fuji dạ quang. Đó. Tổng thể khá ok. Này nó bị chốc sơn thôi nha anh em, không có ảnh hưởng tới phôi nha. Chỉ thì em để còn nguyên zin nhá. Chưa đi chỉ gì lại hết nè. Đó, Gamma Casu, bát Fuji, phen là phen Fuji. Đọc nó đây. Đó. Còn rất là ok nha mọi người. Thì cái này chiều dài thật của em đo là 1m76 nha anh em, 1m76, đọt 0.5, nặng 100g, giá công khai cái số 8, giá là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cái nồi đèo Gamma Casu, đó, tính săn hàng, đó, rất cảm giác nha Gamma Casu. Rồi, đó là tổng cộng 8 cây cần em lên như hôm nay, nếu anh em mừng cái nào chốt, em lại số nọ tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.